Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi IELTS in a Byte. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay là Unit 27. Chúng ta sẽ học về câu tường thuật, hay còn gọi là Reported Speech. Chúng ta sẽ đến với phần lý thuyết. Đầu tiên là khái niệm và phân loại. Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói của ai đó. Chúng ta có hai dạng câu trần thuật. Đầu tiên là Direct Speech, hay còn gọi là câu trực tiếp. Đây là câu thuật lại chính xác những gì người khác nói, thường được trích dẫn lại trong ngoặc kép. Ví dụ, I hate Mrs. Joanne's class, she said. Cô ấy nói tôi ghét lớp của cô Joanne. Thứ hai, chúng ta có indirect speech, hay còn gọi là câu gián tiếp. Đây là câu thuật lại những gì người khác nói một cách gián tiếp. Có thể từ ngữ được thuật lại không giống hoàn toàn những gì người đó nói, nhưng ý nghĩa vẫn được bảo toàn. Ví dụ, she said she hated Mrs. Joanne's class. Cô ấy nói cô ấy ghét lớp của cô Joanne. 2. Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Khi chuyển từ câu trần thuật trực tiếp sang câu gián tiếp, ta chọn một động từ tường thuật, ví dụ như say, tell, ask, wonder, vân vân. Sau đó thực hiện lùi thì, hiện tại lùi về quá khứ lùi về quá khứ hoàn thành. Ở về câu có nội dung tường thuật, rồi thay đổi các đại từ, tính từ sở hữu, các từ chỉ lôi trốn vào thời gian. Ví dụ, I love my mother, said John. Ta sẽ chuyển thành John said he loved his mother. John nói rằng tôi yêu mẹ tôi. Chúng ta sẽ chuyển thành sang tiếng Việt là John nói rằng anh ta rất yêu mẹ của anh ấy. Chú ý, khi động từ tường thuật được chia ở thì hiện tại đơn, ta không lùi thì mà giữ nguyên thì của động từ chính. Ví dụ, I am going to Italy next week, says John. Chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ viết là John says he's going to Italy next week. John nói rằng tôi sẽ đi Ý vào tuần sau. Và John nói rằng anh ấy sẽ đi Ý vào tuần sau. Nếu như nội dung tường thuật vẫn đúng trong hiện tại thì ta cũng không thực hiện lùi thì. Ví dụ, I will move to a new town next month, John said yesterday. John said yesterday that he will move to a new town next month. John nói hôm qua rằng tôi sẽ chuyển tới một thị trấn mới vào tháng sau. John nói rằng anh ta sẽ chuyển tới một thị trấn mới vào tháng sau. Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, ta thay thế các dấu chấm than và dấu hỏi bằng dấu chấm bình thường. Chúng ta có bảng biến đổi thì trong câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Ví dụ câu trực tiếp của chúng ta ở thì hiện tại đơn, thì câu gián tiếp sẽ ở thì quá khứ đơn. Ví dụ, Mark said I work out every day. Mark said he worked out every day. Nếu như câu trực tiếp của chúng ta ở thì hiện tại tiếp diễn, thì câu gián tiếp sẽ ở thì quá khứ tiếp diễn. John said I am listening to music. John said he was listening to music. Nếu như câu trực tiếp của chúng ta ở thì hiện tại hoàn thành, thì câu gián tiếp sẽ ở thì quá khứ hoàn thành. Peter said, I have read 3 books since yesterday. Chúng ta sẽ chuyển thành Peter said he had read 3 books since the previous day. Nếu như câu trực tiếp của chúng ta ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì câu gián tiếp của chúng ta sẽ ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ, Andy said, I have been studying for 2 hours. Sẽ chuyển thành Andy said he had been studying for 2 hours. Nếu như câu trực tiếp của chúng ta ở thì quá khứ đơn, thì câu gián tiếp của chúng ta sẽ ở thì quá khứ hoàn thành. Ví dụ, George said Peter told me to wait. George said Peter had told him to wait. Nếu như câu trực tiếp của chúng ta ở thì quá khứ tiếp diễn, thì câu gián tiếp sẽ ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ, Mary said I was studying math at 2 p.m. yesterday. Sẽ chuyển thành Mary said
She had been studying math at 2 p.m. the day before. Nếu như câu trực tiếp ở thì tương lai đơn thì câu gián tiếp sẽ có trợ động từ would. Ví dụ, Anne said I will see Jack tomorrow sẽ chuyển thành Anne said she would see Jack the next day. Nếu như câu trực tiếp ở thì quá khứ hoàn thành thì câu gián tiếp chúng ta sẽ không lùi thì và giữ nguyên thì quá khứ hoàn thành. Ví dụ như Joe said I had met Anne before sẽ chuyển thành Joe said he had met Anne before. Tương tự, nếu như câu trực tiếp ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì sang câu gián tiếp chúng ta sẽ không tiến hành lùi thì và giữ nguyên thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ, Sam said I had been walking for 6 hours chuyển thành Sam said he had been walking for 6 hours. Với các động từ khuyết thiếu, với can ở câu trực tiếp chúng ta sẽ chuyển thành could ở câu gián tiếp. Ví dụ, Andy said I can play the piano sẽ chuyển thành Andy said he could play the piano. Với động từ khuyết thiếu shall, chúng ta sẽ chuyển thành would đối với dạng câu kể và should đối với dạng câu hỏi trong câu gián tiếp. Ví dụ như Mark said I shall be here tomorrow sẽ chuyển thành Mark said he would be there the next day. Hoặc Mark said shall I make some tea sẽ chuyển thành Mark asked if he should make some tea. Nếu như động từ khuyết thiếu ở câu trực tiếp là may thì chúng ta sẽ chuyển thành might với mục đích diễn tả khả năng, hoặc could với mục đích diễn tả sự xin phép, cho phép trong câu gián tiếp. Ví dụ như Julie said I may come to the party sẽ chuyển thành Julie said she might come to the party. Hoặc the student said may I go to the bathroom sẽ chuyển thành the student asked if he could go to the bathroom. The student asked if he could go to the bathroom. Tiếp theo, nếu như động từ khuyết thiếu ở câu trực tiếp là must, chúng ta sẽ chuyển thành had to với mục đích diễn tả sự bắt buộc hoặc nghĩa vụ, hoặc không đổi với mục đích diễn tả sự suy đoán trong câu gián tiếp. Ví dụ như the teacher said every student must turn in the homework sẽ chuyển thành the teacher said every student had to turn in the homework. Hoặc John said somebody must be here sẽ chuyển thành John said somebody must be there. Với động từ khuyết thiếu could ở câu trực tiếp thì chúng ta sẽ không đổi ở trong câu gián tiếp. Ví dụ như Andy said I could play the piano sẽ chuyển thành Andy said he could play the piano. Với động từ khuyết thiếu should, chúng ta cũng sẽ không tiến hành đổi mà giữ nguyên should ở câu gián tiếp. Ví dụ như Rose said workers should be paid a fair wage hoặc sẽ chuyển thành Rose said workers should be paid a fair wage. Với would, chúng ta cũng sẽ không đổi ở trong câu gián tiếp. Ví dụ như Mary said George would call me every night sẽ chuyển thành Mary said George would call her every night. Với động từ khuyết thiếu might, chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên trong câu gián tiếp. Ví dụ như Susan said I might go for a walk sẽ chuyển thành Susan said she might go for a walk. Cấu trúc như wish, if only, would rather hoặc would sooner, it's high time hoặc it's time, as if hoặc as though. Câu điều kiện loại 3, chúng ta sẽ không lùi thì trong câu tường thuật gián tiếp. Đối với các câu điều kiện loại 1 và 2, nếu như các mệnh đề điều kiện vẫn đúng trong thời điểm nói hiện tại, ta không lùi thì. Nếu như mệnh đề điều kiện không còn đúng trong thời điểm nói hiện tại, ta thực hiện lùi thì. Theo như bảng trên, chúng ta sẽ đến với biến đổi các đại từ nhân xưng, tính từ và đại từ sở hữu. Các biến đổi về đại từ nhân xưng cũng như tính từ và đại từ sở hữu phụ thuộc vào việc người tường thuật lại câu nói có giống với người nói câu đó hay không. Người tường thuật giống với người nói đổi về cùng một chủ. Ví dụ, John said, I want to buy new shoes sẽ chuyển thành John said, he wanted to buy new shoes. Hoặc Jane said, they called me a liar sẽ chuyển thành Jane said, they call her a liar. Người tường thuật khác với người nói, giữ nguyên chủ ngữ nhưng thay đổi tân ngữ. Ví dụ, trong câu trực tiếp, chủ ngữ của chúng ta là I, you, we. Thì sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ chuyển thành với ai, chúng ta sẽ chuyển thành he hoặc she.
Với you, chúng ta sẽ chuyển thành I, we hoặc they. Với we, chúng ta sẽ chuyển thành we hoặc they. Trong câu trực tiếp với tân ngữ me, chúng ta sẽ chuyển thành him hoặc her trong câu gián tiếp. Với tân ngữ you trong câu trực tiếp, chúng ta sẽ chuyển thành me, us hoặc them trong câu gián tiếp. Với tân ngữ us trong câu trực tiếp, chúng ta sẽ chuyển thành us hoặc them trong câu gián tiếp. Với đại từ sở hữu my, chúng ta sẽ chuyển thành his hoặc her trong câu gián tiếp. Với đại từ sở hữu your, chúng ta sẽ chuyển thành my, our hoặc their trong câu gián tiếp. Với đại từ sở hữu our, chúng ta sẽ chuyển thành our hoặc their trong câu gián tiếp. Với đại từ sở hữu mine, chúng ta sẽ chuyển thành his hoặc hers trong câu gián tiếp. Với đại từ sở hữu yours, chúng ta sẽ chuyển thành my, ours hoặc theirs trong câu gián tiếp. Với đại từ sở hữu ours, chúng ta sẽ chuyển thành ours hoặc theirs trong câu gián tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải biến đổi các trạng từ chỉ thời gian, nơi trốn và đại từ chỉ định. Chúng ta sẽ chuyển now thành then hoặc at that moment. Với today, chúng ta sẽ chuyển thành that day. Với tonight, chúng ta sẽ chuyển thành that night. Với tomorrow, chúng ta sẽ chuyển thành the next day. Với next week, chúng ta sẽ chuyển thành the following week. Với yesterday, chúng ta sẽ chuyển thành the previous day hoặc the day before. Với last week, chúng ta sẽ chuyển thành the week before. Với ago, chúng ta sẽ chuyển thành before. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các dạng câu tường thuật và công thức của chúng. Với câu tường thuật dạng mệnh lệnh hoặc yêu cầu, hay còn gọi là reported commands hoặc requests. Chúng ta có mẫu câu chung ask cộng tell hoặc order, ask, command, advise, cộng o, cộng not, nếu có, cộng to, cộng verb nguyên thể. Ví dụ, give me a call when you get back, I told him, sẽ chuyển thành I told him to give me a call when he got back. Do not enter my room, our father said to us, sẽ chuyển thành our father told us not to enter his room. Tiếp theo, chúng ta có câu thường thuật dạng đề xuất, hay còn gọi là reported suggestions. Chúng ta có as cộng suggest, hoặc suggests, hoặc suggested, that, as cộng should cộng verb nguyên thể. Ví dụ, why don't we go to the restaurant? I suggested, sẽ chuyển thành I suggested that we should go to the restaurant. I think you should stop drinking alcohol, the doctor told him, sẽ chuyển thành the doctor recommended he stop drinking alcohol. Chú ý các động từ trên ngoài đi với mệnh đề that, còn có thể đi với gốc ing. S cộng suggest, hoặc suggested, proposed, hoặc proposes. Recommend hoặc recommended cộng verb ing. Ví dụ, why don't we go to the restaurant? I suggested, sẽ chuyển thành I suggested going to the restaurant.